Rồi bữa nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chức năng đi bộ ha. Cái này dùng mình đang quay trên một cái laptop ha. Laptop mình sẽ sử dụng bàn phím ha. Bây giờ chỗ này là dùng, bây giờ mình sẽ chọn chế độ là quay RAM. Đây là khung cảnh quay bên ngoài ha. Bên ngoài một căn nhà ha. Tùy máy thì máy nó sẽ xử lý view cho chúng ta. Đây là căn nhà, thì khi mà nó quay nó máy đó nó xử lý yếu thì nó sẽ hiển thị những mức độ hiển thị khác nhau chúng ta. Đây là một căn nhà ha, căn nhà có ống khói, cây cối bên ngoài, có cửa kính trang trí. Mình chúng ta sẽ đi từ lối đi bên ngoài vào. Mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng chức năng đi bộ thôi, còn những cái video trước mình đã hướng dẫn rồi, chúng ta sẽ đi bộ bên ngoài vào. Bây giờ mình sẽ nhìn ở mặt top của căn nhà này, chỗ con chuột đây, chúng ta nhìn mặt top, chân top ha, top nè. Thì đó, bây giờ chúng ta sẽ chọn chế độ là view. Chúng ta sẽ vô cái ấy đi, vô chức năng đi bộ đi, chức năng chọn chức năng đi bộ. Chúng ta bấm enter, close cửa sổ đó đi. Bây giờ chúng ta sẽ chọn chế độ kiểu nhìn. Chúng ta chọn quay RAM, thì nó mô hình khung dây. Chúng ta sẽ coi cái nhà chúng ta nè, có hai cái cây, có lối đi vô, cửa nè, cửa đi nè, này nè, cái ghế sofa, cái bàn ghế nè, đây là cái phòng ngủ nè, đây là cái phòng tắm, đây là một cái kho. Một cái kho đây, đây có cái một cái kho nữa. Còn bên chỗ này là cái nhà bếp, đây là cái phòng ăn, nhà ăn, cái bàn ăn, đây là cái ống khói. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển chế độ là view ISO, view 3D. View 3D thì chúng ta sẽ chọn như đây, ngăn công cụ này là view SVG ISO metric. Các bạn phải coi nhiều video thì các bạn, nay mình làm hai video thứ hai rồi ha. Đây là mô hình 3D. Bây giờ mình sẽ chuyển sang là chế độ đi bộ. Đây là thanh 3D, 3D navigation, mình chọn chế độ đi bộ này. Đi bộ và close. Chúng ta sẽ chọn kiểu view là realistic. Chúng ta thấy mô hình thực tế hơn. Và đây cách tạo camera thì mình đã tạo rồi ha. Mình đã tạo hướng dẫn các bạn ở cái video trước rồi ha. Bây giờ mình đây mình đã tạo 4 camera rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xuất phát từ cái camera đầu tiên. Muốn đặt camera ở đâu cũng được. Video trước mình đã hướng dẫn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xuất phát từ camera số 1. Thì đây, nó sẽ quay cho chúng ta cái vị trí camera số 1. Bây giờ chúng ta sẽ chọn chế độ quay và chúng ta quay vị trí thích hợp, xong để chúng ta sẽ đi bộ vô cái nhà đó. Cách chèn camera thì mình đã hướng dẫn cho các bạn rồi ha. Đây chúng ta sẽ hướng dẫn ở video trước rồi, các bạn chưa có xem ha, mình sẽ gắn tiêu đề phù hợp. Đây chỗ cái cây ha, chỗ cái cây có cái lối đi nè ha. Cây có cái lối đi, hai cái cây có lối đi, chúng ta sẽ chọn chế độ đi bộ nè. Rồi chọn nó close để cho nó đóng hộp lại đi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi bộ từ bên ngoài vô. Chúng ta sẽ dùng phím mũi tên ha. Ở đây phím mũi tên là trên dưới trái phải, và chúng ta sử dụng bàn phím cảm ứng của laptop ha. Ta sẽ sử dụng nè, bây giờ chúng ta sẽ bấm phím tới, nó sẽ đi tới nè, bấm phím tới và nó sẽ đi tới. Bây giờ muốn để nó ngước, chúng ta ngước nhìn lên, giả dụ như chúng ta đang đi tới, chúng ta thấy nó nhìn ở phía chân, thì chúng ta sẽ
chọn phím cái phím pad này nha các bạn. Giờ chúng ta sẽ chọn phím pad này và chúng ta sẽ giữ phím trái và chúng ta sẽ rê 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 một ngón tay trên cái đệm phía trên này để cho nó ngước đầu lên. Các bạn nhìn ha, chúng ta sẽ nhấn phím trái và còn vào phím còn ở con chuột thì các bạn tự các bạn mò ha. Các bạn tìm hiểu ha, mình chưa thử thử. Tí nữa mình sẽ thử, bây giờ mình sẽ dùng nhấn phím trái và kéo rê con chuột lên. Đó thì các bạn thấy là nó sẽ rê lên ha, rê lên cao giống như mình ngước ngước đầu lên ha. Đó, ngước đầu lên. Còn nếu mà các bạn thấy con chuột nó đi xuống ha. Con chuột đi xuống thì là chúng ta sẽ nhìn cúi cúi đầu xuống dưới. Đó, cúi đầu xuống dưới ha, các bạn thấy không? Các bạn thấy cái con chuột nhỏ đây nè, đó các bạn, con chuột nhỏ nhỏ đây nè ha. Nhấn phím trái và rê chuột đi lên. Để chuột đi lên thì chúng ta sẽ ngước đầu lên ha, chúng ta sẽ ngước đầu lên nhìn đến cái cửa phía trên ha. Chúng ta kéo lên trên. Còn nếu mà chúng ta kéo chuột xuống dưới thì nó sẽ ngước đầu xuống dưới, giống như chúng ta đến đi bộ, chúng ta ngước đầu lên cao và ngước đầu xuống dưới ra chân. Giờ nó ở vị trí thích hợp rồi, chúng ta sẽ bấm phím tới cho nó đi vô cái cánh cửa. Giờ sẽ bắt đầu đi vô cánh cửa này ha. Lùi lại, bây giờ nó hơi, chúng ta bấm phím trái thì nó sẽ qua trái à, ngay dưới là chúng ta bấm phím tới, nó tới. Đang chúng ta đang đi vô cánh cửa đó, chúng ta đi tới cái chúng ta đi tới cái ghế sofa à. Đang gì đi tới vô tới cái ghế sofa, chúng ta đang bước chân tới ghế sofa ha. Đó, bây giờ chúng ta bấm bên trái thì nó sẽ nhìn qua bên trái, nhìn qua bên trái căn nhà bị che rồi, chúng ta bấm bên tới tiếp theo à, bấm bên trái tiếp, chúng ta sẽ nhìn thấy toàn cả phía căn nhà qua trái. Rồi đây chúng ta đang ở cái ta đang ở cái vị trí hành lang lối đi, chúng ta ngước ngước xuống dưới chân. Các bạn nhớ bấm phím trái và bấm kéo kéo chuột xuống dưới, chúng ta sẽ nhìn xuống phía dưới chân ha. Ha, còn chúng ta ngước lên trên thì chúng ta sẽ nhìn tới cái nóc nhà. Nóc nhà ha. Chúng ta ngước thấy nóc nhà, đây là cái ống khói các bạn. Cái ống khói ở nhà ta, cái ghế sofa nè. Đây là cái bàn bộ ghế sofa nè ha. Và đây bên đây là có cái đèn trang trí nè, cửa kính trang trí nè các bạn ha. Cửa thông gió nè, cửa kính trang trí nè ha, bộ ghế bàn ăn nè ha. Thì mình chỉ giới thiệu các bạn vậy thôi à, giới thiệu hướng dẫn các bạn về sử dụng chức năng cái bàn bàn phím và laptop thôi. Bây giờ mình sẽ quay lại vị trí giữa, mình thử con chuột xem sao. Con chuột xem, mình thử bấm phím con chuột nghĩ không được con chuột. Giờ mình sẽ thử con chuột. Đây, thử con chuột, chúng ta sẽ thử con chuột nha. Đây là con chuột, chúng ta sẽ thử con chuột này được không? Bấm phím trái, bấm phím trái lăn lăn lên lăn xuống. À, bấm phím trái. À, được các bạn ạ, bấm phím trái nè, bấm phím trái. Bấm phím trái rồi kéo kéo chuột lên trên thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái nóc nhà à, bấm phím bên phím trái giữ giữ chuột, bấm phím phím trái giữ giữ đè giữ chuột à,
kéo kéo xuống, rồi kéo con chuột xuống thì chúng ta sẽ thấy xuống, kéo lên thì chúng ta sẽ nhìn thấy nóc nhà. À, rẽ sang phải thì chúng ta sẽ thấy thấy bề ô bộ ghế sofa, rẽ sang trái thì chúng ta sẽ nhìn qua bên nhà bếp, nhìn qua nhà bếp, nhìn qua cái kệ, kệ được ha các bạn ha, được ha, bên trái rất hay. Đó. Đó. Nhưng mà chúng ta xử lý chuột thì nó máy nó hơi bị nặng. Rồi hy vọng hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo ha. À, đè bên trái. Rồi ok, see you, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại, nhớ subscribe, like, share kênh của mình nha. See you again.